Xin kính chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện một clip đó là troll bạn bè bằng Facebook giả. Đầu tiên các bạn ngoài mình Google chưa? Cái đồ chơi mới là ê nói đi nè, đây là Facebook của bóng mày, đặt điện thoại xuống và cút. Tí nữa mình sẽ để đường link dưới phần mô tả để các bạn dễ bấm hơn. Sau đó đây bấm dấu cái chấm, thêm mềm mại thân chính, thêm như vậy thì có thêm một cái Facebook để mình kiếm dễ. Đây là Facebook thật của mình. Đây là Facebook dễ. Video mình là đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tell me that you love me, even if it's